Đúng rồi, đây ghế đây rồi nha. Rồi mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Dạ. Alo em, mời em trai giới thiệu. Em xin chào chị Cát Tường và bạn gái bên cạnh. Em tên là Trần Anh Chiến, quê ở miền Trung, quê ở Quảng Bình. Em và sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chiến đang làm công việc gì? Hiện tại em đang là kỹ sư của công ty xây dựng ạ. Kỹ sư công ty xây dựng, làm việc ở đâu Chiến? Em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Vừa tròn 30 tuổi ạ. 30 tuổi, rồi mời em gái. Chào chị MC Cát Tường, chào bạn trai bên kia trái tim và những bạn đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Phiên Bản Ăn Trưa. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thúy, năm nay em 29 tuổi, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Bình Phước. Bình Phước, mình đang làm công việc gì em? Dạ em công tác trong ngành y, và em làm bên khoa sản, trung tâm y tế thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Làm khoa sản là cụ thể mình làm công việc gì em? Dạ khoa sản là chị cũng biết đấy, mọi người hay nói là đỡ sanh chứ chị, đỡ đẻ. Mà em đỡ luôn hay là dạ. Em có biết em đỡ được bao nhiêu ca rồi chưa? Dạ em không nhớ, tại vì tới tour trực mình là mình sẽ đỡ sanh. Làm công việc đó có áp lực gì không em? Dạ nói chung là công việc thì hầu như là tụi em phải thức đêm rất là nhiều, cũng có nhiều áp lực nhưng cũng có nhiều cái vui là khi tụi em đón được một đỡ được một em bé chào đời một cách tiếng khóc là tụi em cũng thấy hạnh phúc trong lòng. Sao em nghe cái công việc của bạn gái như vậy em cảm thấy như thế nào? Em thấy công việc của bạn gái thì không biết bạn gái có đủ sức khỏe để cố gắng. Thấy công việc cũng khá là vất vả. Đâu em hỏi thử coi là tình hình sức khỏe của cổ hiện tại như thế nào, em hỏi đi. Em và cho anh hỏi nếu làm vậy thì thời gian dành cho cá nhân như thế nào? Dạ em tại vì là tụi em trực một ngày sẽ được ra trực một ngày thì cái thời gian đó là em sẽ bù cho cái ngày, ví dụ như cái ngày mình ra trực là mình ăn uống bù này, mình ngủ bù này, rồi làm việc gì cá nhân. Tại do tính chất công việc của em là phải đi trực mà thường là cuối tuần cũng phải trực nữa chị. Ví dụ như bạn bè rủi cho đi chơi 2-3 ngày đi mày, không phải thông báo trước là mình mới sắp xếp được chị, chứ mình bảo là đùng một cái là đi chơi là chứ không có được chị. Rồi bây giờ chị hỏi điểm mạnh điểm yếu của tụi em là gì nè. Em trai trả lời trước nè, điểm mạnh của em là gì Chiến? Điểm mạnh của em thì cần cù và chịu khó. Còn điểm yếu của em thì các môn về thể thao, em yêu thích thể thao nhưng mà em ít khi chơi thể thao lắm. Lý do tại sao yêu thích thể thao mà ít chơi thể thao? Ở quê cũng công việc mà em thì làm phụ việc nhà với gia đình hoặc thì em không chăm lo đến cái thời gian cá nhân của em nên em không quan tâm đến cái vấn đề đó. Rồi em có khỏe không? Em khỏe. Sao em biết em khỏe? Thì em làm thì em biết con người em áng chừng như thế nào thì em... Kỹ sư xây dựng là có ra công trường không? Em hiện tại thì vẫn đi theo dự án đó chị. Là cũng có ra công trường chứ gì đúng không? Rồi điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em hả? Có nhậu không? Ra công trường nó có nhậu nhiều không? Không, mà công việc của em thì cũng là ít. Chị có thể nói là ít vì công việc nó nhiều thì bọn em thường làm về thì cũng tối tranh thủ nghỉ ngơi. Mình có tật xấu gì không? Lẽ người không có khuyết điểm gì phải xấu. Có chứ xấu à, chắc chỉ có đam mê thể thao thôi. Đam mê thể thao sao xấu? Lúc nhỏ em hay xem đá bóng, thường vào xem thường tầm khoảng 2-3 giờ đêm, có khi lại cho nên là mất ăn mất ngủ, thức khuya lại. Có cá độ không? Cá độ thì không. Thế còn em gái sao nè, điểm mạnh điểm yếu của em? Dạ, là gì? Điểm mạnh của em là em hòa đồng vui vẻ, là người dễ gần. Còn điểm yếu chắc em cũng nhiều lắm, nhưng mà ví dụ như mà em khi mà em có cái tâm trạng giận hờn hay là nó biểu hiện trên khuôn mặt khó em vào trong lắm. Ví dụ khi giận hờn ai là mình phải tìm cái người nào để mình tâm sự cho bớt cái chị. Đúng rồi. Thứ hai là em hay giận, nhưng giận là 5 phút là quên liền à. Dạ còn gì nữa không? Hay quên, chưa cẩn thận. Ví dụ như mà chìa khóa bỏ cốp xe, để cốp xe là bình thường chị. Vậy thì em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm bạn trai, nghĩa là cái chiều cao, tại em cao 1m67 thì em mong muốn là bạn trai cao em khoảng 1m7 trở lên. Thứ hai là công việc thì anh ấy, nghĩa là em không biết anh làm công việc gì, nhưng nghĩa là có thể tự nuôi sống bản thân mình được, không phải dựa dẫm vào bố mẹ. Hai là tính cách là làm, mong anh là một người trưởng thành, điềm đạm như mình. Em đoán anh bên này là người như thế nào? Nãy giờ mình nghe kiểu nói chuyện mình đoán anh sao? Em nghĩ anh là chắc là một người điềm đạm, chắc là cao khoảng tầm 1m7, có thể là hơi mụn mỉm một xíu. Sao em đoán anh hơi mụn mỉm một xíu? Tại em nghe giọng nói thôi chị, em đoán nghe thôi. Nghe cái giọng nó nặng nặng á, phải không? Hơi mũm mĩm xíu. Dạ. Mà em thích người mũm mĩm mà là thích người. Dạ em cũng thích người hơi mũm mĩm một xíu cũng được. Rồi. Dạ. Tóc tai quần áo em đoán ảnh như thế nào? Mắt mũi miệng như thế nào? Em nghĩ là dân kỹ sư thì người ta sẽ không cầu kỳ nhiều. Em nghĩ là anh hôm nay anh sẽ đi sẽ là gọn gàng. Gọn gàng. Dạ. Dân kỹ sư mà cũng không có trao chuốt gì đâu. Ra hiện trường, ra công trường mà mộc mạc. Dạ. Rồi, thế còn em muốn một người bạn gái như thế nào?
Em thì muốn một người bạn gái của em là về ngoại hình thì cao 1m55 trở lên bình thường. 55 trở lên bình thường. Còn về tính cách thì rất quan tâm và chia sẻ. Em cũng quan trọng về cái chuyện ví dụ bạn gái có biết nấu ăn hoặc là đối với cha mẹ thì biết cách giao tiếp. Cái đó chút xíu nữa mình sẽ trực tiếp trao đổi với nhau xem ha. Em nấu ăn được không cưng? Dạ em thì do công việc của em chỉ có đi trực và đi ở nhà, nhưng mà những cái hôm ở nhà thì em sẽ tự nấu món ăn cho mình, nhưng mà em thích đầu kho và sở trường của em là luộc. Cái gì em cũng có thể luộc được. Dạ. Đơn giản, bắt nước lên và luộc. Dạ. Ăn đồ luộc nha cưng nha, chịu khó ăn đồ luộc nha. Em đoán thử coi nãy giờ cô bên này như thế nào, vóc dáng ngoại hình cổ như thế nào, mặt mũi cổ như thế nào? Em nghĩ bạn gái bên cạnh thì hơi mập mập một tí. Hơi mập mập một tí, tóc tai. Tóc thì em đoán tóc vừa ngang vai. Vừa ngang vai, đó cũng hay quá, hay giống thầy bói ghê luôn. Chút xíu nữa sẽ cho hai bạn xem, nhưng mà trước tiên thì mình đi một chút xíu về cái tình trường đi. Thế em gái em đã trải qua bao nhiêu mối tình? Dạ em hiện tại thì em đã trải qua 2 mối tình. Khi mà tìm hiểu 2 mối tình đó thì có những cái quan điểm mà tụi em không hợp. Dạ xong sau đó thì em cũng có tìm hiểu thêm 1-2 bạn, nghĩa là chỉ tìm hiểu tính cách trước nhưng mà không có hợp, nên là hơn 1 năm nay thì em không có chính thức không có tìm hiểu ai. Không hợp là không hợp về cụ thể là không hợp về. Dạ mối tình đầu tiên của em thì do là công việc, khi mà lúc đó là em mới vào Bình Phước em lập nghiệp, em học xong là em lập nghiệp ở Bình Phước luôn, thì cái bạn nam này ở quê gần nhà em luôn. Thì khi mà bạn ấy không xin việc được trong này, thế là bạn gia đình bạn yêu cầu bạn là phải lên Gia Lai, thế là tụi em chia tay. Do xa nhau. Dạ. Rồi cái người thứ hai. Còn mối tình thứ hai thì đang quen, tự nhiên mà cái bạn nam đó bạn lơ luôn, xong rồi 2-3 tháng sau bạn đi lập gia đình. Trời ơi, vậy là nó không thực tình với mình rồi. Dạ. Sau đó là 1 năm sau là bạn có nhắn tin hỏi thăm em. Em chỉ nói một câu mà tới giờ chưa thấy bạn nhắn tin lại lần nào. Nên em chỉ nói là cảm ơn ngày đó là rời xa để Thùy biết là Thùy phải cố gắng chỗ nào. Rất thầm thúy và sâu sắc. Thôi không phải duyên của mình thì là như vậy thôi. Biết đâu vậy sau này mình sẽ có một những cơ hội tốt hơn. Dạ. Thế còn em, tình trường mình sao nè? Em thì chưa có mối tình nào cả. Chưa có mối tình nào hết. Hèn chi nãy giờ tôi nghi rồi, tôi thấy sao mà rụt rè nhút nhát dữ vậy. Tự tin lên nè. Em thì từ nhỏ đến lớn em chỉ có đi học, lớn lên đi học về đi làm thôi. Còn về tình yêu thì lúc đó em cũng xác định em cũng chưa muốn có người yêu, chưa muốn lấy vợ. Thì bây giờ muốn chưa? Dạ thì em muốn. Bây giờ thì em muốn. Dạ. Coi chừng muộn. Bây giờ mình không có kinh nghiệm gì hết, bây giờ làm sao mình chinh phục được bạn gái? Theo em nghĩ đi, bây giờ sao? Theo em thì bây giờ hai người tự nguyện đến với nhau thì đầu tiên là phải sự chân thành. Trước tiên em cần sự chân thành là. Bản thân em đủ tự tin không? Đối với em thì đủ tự tin. Có bạn gái thì em sẽ chăm lo và quan tâm chia sẻ nhiều. Chút xíu nữa mình phải cố gắng thuyết phục bạn gái nha. Đây là một cô gái cho thấy rất là cá tính, rất là dễ thương. Đó mà em này chị đang ái ngại nè, chưa có kinh nghiệm nè, rồi hơi nhát nữa, là không biết là có chinh phục được bạn gái hay không. Bây giờ xin mời hai bạn chúng ta sẽ được mở cánh cửa trái tim này ra để chúng ta có gặp nhau. Này. Này ra bẻ bắp tiếp bà gì? À rồi ok. Vậy mình tranh thủ mình phỏng vấn nhanh để mình đi bẻ bắp tiếp ha. Rồi bây giờ mình nói về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Dạ. Rồi, mình giới thiệu đi anh. Em tên Nguyễn Minh Trường. Năm 1989. Nghề em nghề cơ khí xây dựng nhà tiền chế đâu chị. À. Là quê mình ở đâu? Quê em ở Đồng Tháp. Xã Tân Quế, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. À, rồi, nhưng mà rồi nay là đi ra bẻ bắp giùm bà dì hả? Bẻ tiếp bà dì. Rồi mình ngồi cố định được không? Mình nhìn thẳng vào camera điện thoại đó. Rồi, tại đang mưa lâm râm á. Rồi mình vô chỗ bớt mưa chưa? Rồi. Rồi ok, rồi mình nhìn thẳng camera điện thoại ha. Rồi làm thường mình làm cái nghề cơ khí xây dựng như vậy thì cái thu nhập trung bình của mình thì như thế nào? Thì như nhận nhà nhận cửa thì làm cũng tầng hai tầng vậy đó, em kiếm 10 triệu mấy triệu. Rồi ok. Bây giờ anh Trường nói một xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh, điểm yếu em có em là sao chị? Mình tự tin nhất cái điểm gì trong công việc rồi này kia các thứ nè. Trong công việc thì điểm mạnh em trong công việc là em ok hết. Trong chuyện tình cảm thì em dở vụ đó lắm chưa? Chuyện tình cảm dở là sao? Hồi giờ là có quen ai chưa? Em cũng hai đời vợ rồi.
Trời ơi, vậy mà kêu dở ông ơi. Cũng vì công việc rồi em đi làm rồi ở nhà nó cũng đi luôn. À, vì công việc thôi. Rồi bây giờ kể nghe thử coi là cái lần đầu mình cưới vợ là ở sao, sao mình kể ha. Lần đầu á thì vợ em á, nó ta mà làm mai á. Ừ. Nó nghe lời bà nội vợ nó rồi nó lấy, nó mới đồng ý lấy em. Rồi sau này bà chết đâu được năm vậy bà chết rồi nó cũng đi luôn. Ủa kỳ vậy? Chia tay. Ừ. Là do bà nội mất hay là do mình sao, lý do chia tay là gì? Do bà nội nó mất á, rồi nó cũng như là trước khi nó lấy em á là nó có người yêu nó rồi đó. À. Bên đó người ta không chịu ở dòng họ. Ừ. Rồi bây giờ nó mới đổi ý, rồi nó bỏ đi. Nhưng mà ở ở bao lâu, ở mấy năm? Ở được năm mấy vậy? Có con chưa? Dạ chưa. Ừ. Rồi bỏ đi. Rồi gì nữa? 7-8 năm sau em mới đi lên trên, lên Đồng Nai em làm 7-8 năm rồi mới gặp vợ trên Cao Lạ, trên Sài Gòn. Ừ. Rồi cũng ở được năm mấy hả, cũng được 2 năm mấy rồi sau này em đi lo đi làm công trình gì nè, rồi đi sáng đi tối mới về á. Nó bỏ nó cô đơn này kia, với lại mình nó em đi hoài như rồi nó em có bồ này kia rồi nó cũng bỏ đi luôn, đi theo con lính em. Trời ơi vậy đó hả? Rồi mình buồn không hay sao? Thì buồn ba bốn năm trước em buông lơ cuộc đời, em đi chơi đi này kia không có làm. Ừ. Đi chơi thôi, ăn nhậu. Ừ. Rồi giờ ngoại bà yếu rồi, giờ về nhà, giờ dưới quê dưới này 2-3 năm rồi, 2 năm mấy nay tập trung vô công việc làm. Ừ. Nhưng mà làm hai đời vợ mà có con chưa? Dạ không, chưa có con luôn. Dạ. Ừ. Trời ơi, rồi bây giờ mình mong muốn tìm một người như thế nào nè? Chỉ cần tìm một người, không quan trọng là đẹp hay xấu, không giờ không quan trọng giàu nghèo, nhưng mà chủ yếu là biết thương chồng, lo cho gia đình, lo biết lễ đa, lễ nghĩa, đạo đức thôi. Ừ. Rồi tuổi tác vùng miền đồ sao? Không quan trọng cái chuyện đó chị. Ừ, rồi, coi như là người ta từng ly hôn các con thì cũng được đúng không? Dạ. Ừ, rồi ok. Còn yêu cầu gì đặc biệt nữa không? Chỉ cần người đó chung thủy với em là được. Rồi. Mọi chuyện trong cái xã hội này đi kiếm tiền em gánh vác được. Ừ, coi như là mình ly hôn cách đây bao lâu rồi? Hôm nay được 5 năm rồi. À, ly hôn. Trong 5 năm đó mình có quen ai không? Dạ không. Là chỉ tập trung làm thôi đó. Giờ nghe tới phụ nữ xem thấy ám ảnh vợ em quá. Vậy hả, vợ nào? Vợ xanh rồi nè. À, phụ nữ là ám ảnh đó hả? Làm nhiều đưa hết, nhiều gom hết. Chung là lúc mà quen nhau thì em vừa làm công ty. Ừ. Vừa làm công ty rồi em thấy rồi nếu mà làm công ty á, 5-10 năm nữa mình ra nghề, ra công nghỉ công ty về hưu thì cũng đâu có được cái tiền gì đâu, tiền bảo hiểm về mình không có cái nghề gì mình nuôi sống bản thân đến hết cuộc đời. Ừ. Cho nên em suy nghĩ vậy em mới đi làm, đi học nghề. Vừa làm 2 năm mấy. Ừ. Rồi. 2 năm mấy nuôi con nó tới khi cưới nữa là 3 năm. Ừ. Con nó học một tầng là con riêng của vợ em á. Ừ. Học một tầng 1,2 triệu là một tay em lo hết. Ừ. Đi vừa học nghề. Rồi ok. À, nói chung là cũng đã nắm được cái thông tin của mình rồi ha. Thì nếu mà có người phù hợp á, thì chương trình sẽ thông báo sớm cho mình biết để mình sắp xếp mình tham gia nha. Dạ. Ừ, rồi ok, cảm ơn anh Trường. Mình cắt xong rồi anh. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Rồi, cảm ơn. Vâng, em xin giới thiệu, em tên là Trịnh Minh Hùng, năm nay em 26 tuổi, quê ở Thanh Hóa, hiện tại thì em đang làm ở Sài Gòn. Hiện tại em thì đang làm công nhân trong nhà máy bia, Heineken. Ừ, em làm ở đây lâu chưa? Dạ, em làm được 3 năm rồi. Ừ, em làm như vậy thì cái thu nhập trung bình của mình như thế nào?
Dạ, thu nhập tháng em thì 8 triệu. Rồi, ok. Là hồi trước mình vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em vào được 7 năm, nhưng mà trước 7 năm là em đi lính xong em mới vào lại. À, trước đó là có đi lính nữa. Rồi, mình chiều cao cân nặng thì như thế nào ha? Dạ, em cao 1m75, nặng thì 75-80 kg. Ừ, rồi ok. Bây giờ em nói một xíu về bản thân em đi. Tính cách như thế nào, điểm mạnh, điểm yếu ha, sở thích, tài lẻ gì đó, rồi em chia sẻ luôn nha. Dạ, điểm mạnh của em thì hòa đồng, biết yêu thương người khác, và nhất là biết yêu thương gia đình, thứ hai là yêu thương người con gái mình yêu, chung thủy thật lòng. Và nhược điểm em thì hơi nhút nhát và trước sự thông đồng ít nói. Ừ. Rồi ví dụ em có còn gì nữa không? Còn có sở thích hay tài lẻ gì không? Sở thích thì em ca hát ở kia, thể thao này, bóng bàn ở kia. Ừ. Rồi thích chơi thể thao, rồi ca hát, hát thử một đoạn chị nghe đi. Một đoạn gì? Ừ, một đoạn ngắn thôi. Này người anh yêu, yêu rất nhiều, hứa với anh đi hết cả cuộc đời, trọn đời bên nhau như lời hứa, dù mai sau cuộc sống vất vả bao nhiêu. Rồi ok rồi. Trước giờ tình trường của mình thì như thế nào, mình trải qua mấy mối tình rồi và mình lý do sao chia tay, mình chia sẻ cụ thể cho chị ha. Dạ, trước giờ thì em cũng thật là có hai mối tình. Một mối tình thì đây em còn đi học, học lớp 9, lớp 10 á. Thế là do em vào Sài Gòn, thế là bạn kia thì ở ngoài quê. Thế là do hai người ở xa quá nên cũng ít liên lạc, lại cũng tập trung đi làm á. Thế là cũng thôi. Còn cái mối tình thứ hai á thì quen nhau cũng được 1 năm. Thế là lúc mà đi lính ngay cái người ấy lấy chồng, thế là tôi từ giờ không chơi ai cả. Rồi đi lính về bạn gái lấy chồng mà có buồn không? Đã có, nhưng mà biết sao là gì, cuộc sống mà. Thôi. Rồi, bây giờ em mong muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào ha? Dạ, mẫu bạn gái của em thì cao thì khoảng tầm 1m50-55 cũng được, không phải đẹp được, nói chung nhìn ưa chuộng được, biết chịu khó, công việc với lại yêu thương gia đình hai bên là được. Rồi tuổi tác vùng miền bạn gái thì sao em? Dạ, tuổi thì trong này cũng được hay là ngoài quê cũng được. Rồi ok, còn yêu cầu gì đặc biệt ở cô này nữa không nè? Cô này thì xăm thì cũng có xăm, nhưng mà xăm ít thôi, đừng xăm nhiều quá. Với lại thế thôi. Rồi ví dụ như bạn gái là tầm tuổi em hay lớn hơn em 1-2 tuổi thì được không, hay nhỏ tuổi hơn em? Dạ thì nói chung mà nói về tuổi tác thì nói chung mà cũng không có trọng gì ạ. Nói chung mà có kém nhau 1-2 tuổi hay là kém nhau 2 tuổi cũng được, nhưng mà mình về mình tìm hiểu và lại biết chung thủy, biết làm ăn và biết yêu thương được rồi, còn tuổi tác chắc em nghĩ là cũng không quan trọng đâu chị ạ. Rồi ok, cảm ơn Hùng ha, thì hôm nay chỉ là cái buổi cát đầu tiên thôi. Nếu mà có cái cô gái phù hợp thì cũng sẽ có biên tập trao đổi kỹ thêm về nội dung với em ha. Dạ. Rồi ok.